Hello hello, xin chào tất cả quý hàng đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Bá Hưng bán nhà Gò Vấp Tân Bình và quận 12, cũng như là trên hệ thống Facebook Nhà đất Bá Hưng nha. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một bộ đôi siêu phẩm, và ở đây có tầm 50 căn. Và ở video trước thì Nhà đất Bá Hưng có gửi tới khách hàng video 2 căn nhà phố này phía ngoài này rồi. Thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với cặp nhà phố diện tích khủng nhất khu này. Khu 50 căn thuộc trục đường Lê Đức Thọ, phường 14, quận Gò Vấp. Với diện tích ở hai căn nhà này là ngang 4m2, độ dài là 22m, và được xây dựng với kết cấu là một trệt một lửng, đúc kiên cố 3 lầu. Nhà mình với kiểu mặt tiền theo kiểu cổ điển kiến trúc Pháp nha, với hai lớp mái thái lệch ở trên cùng. Và phía dưới thì sẽ được làm ban công vòm tròn. Đầu một thì ban công vuông với lan can bằng hợp kim nhôm, rất mắc tiền, tới 5 triệu dưới 1 mét cơ. Cột tròn biến thành cột vuông sơn giả đá màu rất đẹp. Và ở cạnh bộ đôi siêu phẩm này thì có cái gara ô tô nha. Đấy, phía dưới này có một lớp phù điêu này. Và cặp hai nhà căn nhà phố này đang được giao bán với giá là 7 tỷ 400 triệu đồng nha. Khu nhà này thì ở video trước thì Hưng có nói rồi, giá ở đây thì từ 5 tỷ 8 đến 7 tỷ 4. Thì anh chị nào hợp khung giá nào thì chúng ta lựa chọn một căn trong khu này này nha. Khu nhà rất đẹp, rất VIP. Con đường trước nhà rộng 7m, đường một trục, đường Lê Đức Thọ, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và ở khu này thì toàn bộ là hướng Tây Tứ Trạch nha. Như hướng nhà Hưng quay này là hướng Đông Bắc này, đối diện là hướng Tây Nam. Và mấy căn ở phía ngoài là hướng Tây Bắc nha. Đây, chúng ta sẽ đến với một căn nhà nằm ở cuối hẻm, ngang 4m2, độ dài là 22m, và đang được giao bán với giá rất rẻ, chỉ có 7 tỷ 400 triệu. Thì ở cuối này thì chúng ta được gia chủ trồng cây ở phía cuối hẻm này, có đèn hẻm luôn. Đây thì đường điện âm thì rất là đẹp. Nếu chúng ta mua căn ở cuối này thì để xe hơi vào khúc cuối này thì rất tuyệt vời. Và có một lớp cửa sắt CNC, lớp cổng sắt phía ngoài. Di chuyển vào bên trong thì sẽ là khu vực gara ô tô. Khoảng này thì dài khoảng tầm 5m, thoải mái đậu được các loại xe hơi 4, 5, 7 hoặc là xe bán tải, thoải mái luôn nha. Phía tường thì sẽ được ốp gạch và trang trí rất nhiều chậu dây leo. Trên chúng ta cũng đã lợp làm khung sắt và lợp mái rồi. Đây, chúng ta cùng Hưng di chuyển vào bên trong nha. Hướng Đông Bắc, diện tích khủng ngang 4m2, độ dài là 22m. Một diện tích rất là hiếm trên thị trường bất động sản quận Gò Vấp. Và nhà này thì đã có sổ hồng hoàn công rồi, giá chỉ có 7 tỷ 400 triệu thôi. Ở đây chúng ta có một bộ cửa chính vào phòng khách là cửa gỗ gõ này, lên tới trị giá 50 triệu. Và gia chủ cũng tặng nhà mình như là sofa ở khu vực này. Và ở phòng bếp thì sẽ có một bộ bàn ăn. Ở hai căn nhà phố kia thì với mặt tiền full cát màu vàng, thì căn nhà này mặt tiền theo tông màu vàng trắng nha. Và bên trong thì cũng được phối màu như vậy, tông màu vàng rực rỡ, có ánh đèn vàng nõm chuối. Trần thạch cao này, thạch cao vẫn là mẫu thạch cao kiến trúc Pháp cổ điển, rất nhiều hoa văn và họa tiết. Một cái đèn chùm cực kỳ sang trọng, đèn chiếu sáng thì không biết bao nhiêu cái thì nói nha, rất nhiều. Rất nhiều đèn chiếu sáng luôn, phải đến 100 cái đấy. Đây là khu vực gara ô tô. Ốp gạch sàn là gạch bóng kính 80 màu vàng, cái gì cũng hơi vàng nha. Salon cũng như vậy, cũng màu vàng kem. Đấy, trên thì được dán giấy tường và có bố trí quạt trần. Căn nhà phố rất đẹp, diện tích khủng, có gara ô tô cực VIP, hẻm trước
trước nhà 7m, lại nằm ở cuối hẻm, có thể đậu xe hơi ở trước nhà. Rất tuyệt vời. Hướng đông bắc, bố trí một bức tranh phong thủy bãi biển. Và chúng ta di chuyển vào bên trong thì sẽ có cầu thang áp sát vào tường, theo làm theo kiểu cầu thang giới quạt, và với trụ và tay vịn là gỗ cam xe, nhưng mà tay vịn rất là lớn nha, tay vịn như kiểu của những căn biệt thự. Chúng ta cũng được bố trí một cái đá phong thủy, trụ đá phong thủy này. Trụ đá này thì tầm khoảng 15 triệu. Đấy, phía đối diện cầu thang sẽ có một bộ tủ rượu. Và trần cũng phòng bếp thì cũng rất đẹp này. Đấy, chúng ta có trần thạch cao, đèn chùm, đèn led, đèn chiếu sáng. Có tặng một bộ bàn ăn. Phòng rất rộng nha. Phòng khách cũng như là phòng bếp rất rộng và dài. Đây, làm bằng nhau luôn. Thì ở tầng trệt này thì gia chủ có đúc bê tông ở bên dưới thôi, rất chi là chắc và thoải mái di chuyển xe hơi vào bên trong. Nhà mình thì có đậu, thể đậu được hai cái xe hơi, khu vực để tủ lạnh này, có thể đậu được hai xe hơi trong nhà. Và phía cuối này là giếng trời và toilet nha. Nhà mình thì có 5 phòng ngủ, 4 phòng ngủ, 5 toilet, có phòng giặt, phòng thờ và sân thượng phía trước, phía sau. Hướng nhà là hướng đông bắc nha. Có gara ô tô dài 5m. Giếng trời. Một căn nhà công năng sử dụng rất tuyệt vời. Chúng ta còn chần chừ gì nữa mà không nhanh tay liên hệ tới bên nhà đất Bá Hưng để được đi xem và sở hữu siêu phẩm biệt thự mini phố kiến trúc cổ điển Pháp này nào. Và chị nào tài chính không đủ mua căn này thì chúng ta hãy chọn một căn nhà phố giá rẻ ở khu VIP này nha. Khu 50 căn. Đồng bộ mới xây vào những ngày cuối năm 2019, đầu năm 2020. Giá cả ở khu này cũng rất mềm, mềm hơn với những khu khác. Chúng ta có tay vịn gỗ cam xe rất là lớn luôn. Đây là khu vực phòng khách, phòng lớn. Nhà thì có 2 phòng khách luôn. Ở đây thì gia chủ ốp gạch, sàn là gạch da gỗ này. Tường thì ốp gỗ. Trên là trần thạch cao, đèn chùm và đèn chiếu sáng. Ánh đèn màu vàng rất lung linh. Có gian dưới tường, quạt trần đầy đủ nha. Và cũng có giếng trời ở khu vực này, cửa sổ ra giếng trời. Ngang 4m2. Với diện tích khủng ngang 4m2, độ dài là 22m, thì chắc chắn bộ đôi siêu phẩm nhà phố này sẽ được chào đón cực kỳ mạnh mẽ trên thị trường quận Gò Vấp nói riêng và thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh nói chung nha. Với diện tích khủng, có gara ô tô, lại có một con hẻm 7m, cuối hẻm nữa thì để xe hơi rất tuyệt vời luôn. Chúng ta cùng Hưng di chuyển lên khu vực phòng ngủ 1-2 ở lầu 1 nha. Ở đây thì gia chủ có dán gạch hết tường luôn này. Đấy, dán gạch ở khu vực cầu thang. Như vậy thì chúng ta nếu có con nhỏ mà đi chứ hay quơ vào tường thì dán gạch như vậy là một biện pháp cực kỳ sạch và đẹp cho căn nhà bên, cho tường nhà mình. Phòng ngủ 1-2. Tông màu ở căn nhà này khác với bên kia, tông màu vàng. Vì ánh đèn bên này là ánh đèn vàng và sơn nước cũng màu hơi vàng. Đấy. Sàn gạch da gỗ. Căn nhà phố rất đẹp, bố trí nội thất cực kỳ cao cấp và VIP. Kiểu mặt tiền cũng rất là độc đáo luôn. Chúng ta có một bộ cửa nhôm Sifa loại 1. Cửa vào phòng sẽ là cửa gỗ sồi Mỹ nha. Chúng ta coi này, lan can hợp kim nhôm, khu vực cột thì sơn giả đá màu vàng kem. Đấy, có sẵn tủ âm tường và đã đi sẵn đường ống máy lạnh, cáp truyền hình, cáp wifi đầy đủ rồi. Mỗi phòng ngủ của nhà mình thì được bố trí một toilet riêng.
Theo Hưng thì 7,4 tỷ đối với căn nhà phố 4 dài 22m thì cũng rất là êm và có thể mua đầu tư bán lại được. Toilet này. Đây có đầy đủ thiết bị nha. Vòi tắm hoa sen, vòi tắm tự động, ống gạch hết tường và có bồn cầu, bồn rửa tay, gương soi. Hãng nhà mình là Inox. Chúng ta cùng Hưng di chuyển sang khu vực phòng số 2 ở phía sau này. Đây, phòng ngủ số 2 này cũng rất rộng, rộng ngang với phòng ngủ phía trước luôn. Và cũng có tủ ôm tường ở phía cuối nha. Đấy, trên là trần thạch cao, đèn chiếu sáng cũng đi theo tông màu vàng như vậy. Tủ thì được gia chủ làm tủ 3 ngăn, thoải mái để đồ đạc và quần áo trong đó luôn. Và anh chị nào đang xem video thì chúng ta hãy nhanh tay liên hệ tới bên nhà đất Bắc Hưng để được đi xem và sở hữu căn nhà siêu phẩm này đi. Với diện tích khủng hiếm trên thị trường quận Gò Vấp, ngang 4m2, dài tới 22m, rất hiếm và giá cũng rất mềm thôi, 7,4 tỷ. Theo Hưng thì rẻ hơn với thị trường khoảng tầm 1 tỷ nha. Đây chúng ta cùng Hưng tiến lên khu vực phòng ngủ số 3 và số 4 này. Trên này cũng được bố trí rất đẹp nha. Với ban công trên này là ban công tròn. Phía sau này thì cũng giống như phòng ngủ số 2. Rất nhiều ánh đèn đan xen với nhau, tạo nên một sự phản chiếu ánh sáng cực kỳ lung linh trong khu vực phòng ngủ. Và chúng ta cùng Hưng di chuyển lên khu vực phòng giặt, phòng thờ, sân thượng phía trước, phía sau. Đây là khu vực phòng thờ nhỏ nhỏ. Nếu anh chị nào không làm phòng thờ đây thì bố trí phòng thờ ra phía ngoài nha. Cửa nhôm xi pha, kính cường lực. Đây, chúng ta có một khoảng sân thượng trước rất rộng. Thì nếu anh chị nào bố trí là một bộ cửa nhôm kéo ở khu vực này thì chúng ta làm phòng thờ bên trong, có rèm cửa và trên thì lợp mái lại thì cũng rất hợp lý nha, vì hai bên thì đã xây tường hết rồi. Cột có những đường chỉ, kẻ chỉ rất là bắt mắt nha. Đây cột này. Và chúng ta cùng Hưng tiến ra khu vực phòng giặt và sân phơi đồ ở phía sau. Đây là khu vực phòng giặt và sân phơi đồ. Đấy, rất rộng phải không ạ? Trên thì đã lợp khung sắt hết rồi. Và video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi. Quý hàng xem video hãy nhớ đăng ký kênh, đừng quên cho Hưng một lượt like cùng với một lượt chia sẻ video để kênh YouTube Nhà đất Bác Hưng được phát triển mạnh mẽ hơn. Và xin chào và hẹn gặp lại quý hàng ở những video lần sau. Xin chào.